cô em 18 để coi cái năng sức nó là sao. Đó, công đèn chắc cũng từ 20 kg, nói chung vậy. Tươi mà, lúa tươi nó phải vậy. Thức Sơn chào các bà con ha, tiếp tục thì quay cho bà con xem cái năng suất lúa em 18 đồng 2 vụ xã Thức Sơn ha. Thì đây miếng này là 7 công tập cắt ha bà con, thì giá cọc là 7.000, giá hiện tại là 7.200 cô em 18, để coi cái năng suất nó là sao. Thì nói chung thì đối với OM 18 á, do là do bà con xịt đúng cử nữa, xịt bệnh đúng cử và đúng thuốc, nhiều khi xịt sai cử sai cái thời điểm nó cũng bị thất thoát nữa bà con, nói chung là nó khó lắm. OM 18 chẳng thà bà con xịt ngừa mà con xịt lại thì nó ok, còn để mà cứ như nắng nắng như là tới cử xịt rồi mà bỏ nắng nắng 10 ngày 10 mấy ngày cái bỏ là bệnh nó tấn công cái là bị lép, đặc biệt là trong cái vấn đề mưa gió thì lép vàng bị phẫn ha. Lép đen nó ít rồi nó chạy lên lép vàng đó, còn thằng này thơm thì lớp xanh đó, đặc biệt là trời mưa là nó rất là bệnh. Thì cái dàn lúa này thấy chiều cao thì đương nhiên là thấy nó từ 5 tấc rưỡi đến 6 tấc hả con, chiều cao cao thì năng suất nó mới có, lùng lùng nhiều khi nó bị hãm cái bông lúa mình lợn nó không có dài đó. Thì theo như Đức Sơn chia sẻ bà con thì muốn biết cái lúa mà có năng suất hay không thì đương nhiên mình phải kèm cái cổ coi nó có vô gạo hết không, nó lép nhất là lép nhiều, nếu lép nhiều năng suất nó thấp, còn nếu mà nó vô cổ nhiều thì năng suất nó cao, nói chung là vậy thôi. Đó. Thì bà con xem thì đây phải xem nhiều bông ha, này nói chung lép cổ 3 ống hột nè, mình phải xem thì hết vòng vòng đó, cái này vô cổ ok nè, nhưng mà cổ nó hơi nhỏ ha, cái hạt nó hơi nhỏ, mình phải xem hết ha, cái độ vô cổ nó sao, lép nè. Là tới cắt nó vô cũng sẽ xanh nhóc hết trơn nè, thấy cũng lép nhưng mà nó hạn chế không con, chỉ khoảng trong vòng 10% thôi, vô cổ ok nè. Cái này trung bình nó cũng khoảng 11 công cắt, khoảng 14 bao bà con. Thì miếng này 7 công cắt thì để coi cắt xong rồi đây chút nước sơn đếm nó cho bà con xem ha, coi được nhiều bao cho nó chính xác. Đây thì bắt đầu kéo luôn hết bà con, để sang đếm cho bà con ha. Thì nói chung bao này 2 vạch đỏ, nhưng mà ở đây hình như kéo ăn công nên là có bao no bao đầy, bao này trung bình nó cũng khoảng 50 mấy thôi, 55 à. Bao thấy mềm quá ha. Cái bao vô cứng khác, còn bao vô mềm bà con thấy khác ha. Đó, nên là tùy theo cái tình trạng mà vô mà mình đón cái số ký ha. Này trung bình khoảng 55 à. Và cắt cái tươi thì ở đây thì cho bà con xem cái độ ra gom đó ha. Gá này công chắc cũng khoảng bộ mà đó, công đèn chắc cũng từ 20 kg, nói chung vậy. Tươi mà, lúa tươi nó phải vậy. Còn cái năng suất lúa thì Thích Sơn thấy cái này chắc cũng không được cao đâu bà con ơi, thấy nó bị lép với cái bông nó bị teo á. Thứ nhất là lép nè, thấy lép cũng khá nhiều, lép này do dàn lá chín sớm nha, chứ không phải chín lá ha. Cái này dàn lá chín sớm nó phải lép à, này dàn lá chín sớm nè. Đó, nó bị bà con dòm cái hạt trong cái cổ nó, trong cái dàn cổ nó không được no ha, mà con thấy nó lẹp nhiều lắm ha. Vậy là lúa không có khí, thứ nhất không có khí, thứ hai là không có năng suất luôn, nó phải no đè đặn từ trong ra ngoài ha. Nè này chắc khoảng 13 bao con cắt để coi tổng là cho bà con xem nha. Bao này không tới 55 luôn đó bà con ơi, có bao 55, có bao không tới luôn. Bà con giảm bao nè, cái mềm xèo à, cái bao này trung bình khoảng 50 đến 52kg là dữ lắm à. Cái dư gốc à, con giảm mấy cái gốc lúa đó, vô, nó ngon. Lúa này mới nhận lính cùng miệng bao bà con. Thứ nhất là không sóc, thứ hai là bụng, miệng bao nhiều. Bao lơ mơ bao này 49 kg, 48-49 kg luôn, nó đừng xèo à, đó eo à, nó không có no. Chết luôn.
thấy lúa nhiều bao quá, căng cao có nhiêu ký là vậy. Thì cắt gần xong thấy còn có làm đó là tổng trên khu này là 110 bao đó. 10 bao chứ còn dây này chắc cỡ 2 bao đó, 112 bao. Đó, trung bình cho nó 112 bao. Nhân cho 52 kg một bao, trung bình cho 52 kg mà con. Nó hơi lép á, có bao trên 55, có bao dưới 55 nữa. Trung bình 52. 112 kg. Đây đúng không? Cho nó cắt xong rồi. 110 bao rồi đó. Thì tổng hết là 7 công cắt này là 112 bao đó con, chia cho 7 công làm cắt thì chạy ra một công 16 bao. Nhưng mà mình nhân trung bình cho 52 kg thì chạy ra có 830 ha. 830 đến 850 thôi. Nếu như trên 52 kg thì 830 ha. Thì nói chung cái đồng này trung bình là từ 800 đến 870 là nhiều, là ok đó ha con. Nói chung là công cắt được vậy là ngon rồi. Đó. Rồi Hết Sơn chia sẻ cho con nha.